Xin chào các em, chúng ta đã nghiên cứu về carbon và các chất của carbon. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là nghiên cứu silic và các chất của silic. Thì trước hết thì chúng ta sẽ phải hình dung ra silic nó nằm ở đâu trong bảng tuần hoàn. Silic nằm ở ô thứ 14, chu kỳ 4, chu kỳ 3, nhóm 4A, chu kỳ 3 nhóm 4A trong bảng tuần hoàn. Như vậy là nó có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Do đó mà nó có thể tối đa là tạo được 4 liên kết cộng hóa trị. Do vậy mà số si hóa của silic nó có thể là dương 4 hoặc là âm 4. Vậy thì tính chất vật lý của đơn chất silic thì bao gồm có những tính chất gì? Silic gồm có hai dạng thù hình, đó là silic tinh thể và silic vô định hình. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy tinh thể rõ ràng là nó có cấu trúc xác định. Cấu trúc của silic tinh thể nó có cấu trúc giống của kim cương, màu xám và có ánh kim. Còn chất rắn, cái silic vô định hình này thì nó là một cái chất bột màu nâu xám, dạng bột. Đây, silic tinh thể đây, có cấu trúc tính giống kim cương, màu xám, ánh kim và có tính bán dẫn. Còn silic vô định hình là chất bột màu nâu. Tiếp theo, silic đơn chất. Đây, silic đơn chất nó nằm ở vị trí giữa này. Nó vừa có thể giảm về số oxy hóa trừ 4 và có thể tăng lên số oxy hóa dương 2 hoặc dương 4. Như vậy là nó vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa. Nó giống với nguyên tố gì ạ? Nguyên tố carbon, đúng không ạ? Nó giống với carbon, vừa có tính khử vừa tính oxy hóa. Và trong hai dạng thù hình của silic thì silic vô định hình sẽ hoạt động hóa mạnh hơn so với silic tinh thể. Rõ ràng rồi, bởi vì là cái cấu trúc của silic vô định hình thì nó kém bền hơn so với cấu trúc của tinh thể. Về tính khử của silic có khả năng phản ứng với phi kim. Phi kim đặc biệt ví dụ như là fluor điều kiện thường, hoặc là các halogen khác, clo, brom, iốt, oxy là khi đun nóng. Hoặc đối với những cái phi kim ví dụ như là carbon, nitơ hoặc lưu huỳnh thì phải ở cần nhiệt độ cao, do là những cái phi kim này thì yếu hơn so với halogen hoặc là oxy nên là cần phải nhiệt độ cao hơn. Còn fluor thì tính oxy hóa của nó rất là mạnh nên là chỉ cần nhiệt độ thường thôi. Và cái phương trình phản ứng ở đây đó là silic phản ứng với fluor để tạo ra silic tetrafluorua SiF4. Silic số oxy hóa là dương 4, hoặc là phản ứng với oxy để tạo thành SiO2, silic dioxide. Đều tăng số oxy hóa từ 0 lên dương 4. Thứ hai là ngoài tác dụng với phi kim ra thì nó có khả năng phản ứng với các hợp chất. Ví dụ như dung dịch kiềm. Silic tác dụng tương đối mạnh với kim loại kiềm và giải phóng ra được khí hydro. Này, tương đối mạnh tạo ra được là natri silicate và khí hydro. Lúc này silic vẫn tăng số oxy hóa từ 0 lên dương 4 và hydro là giảm số oxy hóa từ dương 1 về 0. Đấy. Thứ hai là tính oxy hóa. Tính oxy hóa của silic khi phản ứng với những kim loại hoạt động ví dụ như là canxi, magie hoặc là một số các kim loại trung bình ví dụ như sắt tạo thành silicua kim loại. Đây, silicua kim loại. Tuy nhiên thì nhớ là phải ở điều kiện cao, nhiệt độ cao. Ví dụ như sau. Ví dụ silic Si mà phản ứng với magie thì lúc đó silic số oxy hóa của nó là âm 4, hay hóa trị của silic ấy là hóa trị 4 nên là công thức của kim loại silicua sẽ là magie silicua Mg2Si. Mg hóa trị 2, silic thì hóa trị 4 cho nên nó sẽ phải là Mg2Si. Silic số oxy hóa giảm từ 0 về trừ 4 nên là nó sẽ thể hiện tính oxy hóa. Như vậy là rõ ràng silic vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử, đúng không ạ? Tính oxy hóa khi tác dụng với kim loại hoạt động này như magie, canxi, tính khử khi tác dụng với phi kim hoặc là tác dụng với hợp chất. Tiếp theo về trạng thái tự nhiên thì silic là một cái nguyên tố mà phổ biến thứ hai sau oxy. Như vậy là silic nó tồn tại ở đâu? Đó chính là trong khối lượng của trái đất.
trong vỏ trái đất. Trong tự nhiên thì không có silic ở trạng thái tự do đâu, mà nó chỉ tồn tại ở dạng thái hợp chất. Vậy ở đâu mà nhiều đến tận thứ hai sau oxy? Đó là nó nằm ở trong silic dioxide, đó là cát, rồi là các khoáng vật silicate đấy. Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất SiO2, cát, kao lanh, mica, thạch anh. Như vậy là silic. Nghe cái tên silic khá là lạ, tuy nhiên thì nó lại tồn tại ở trong những cái vật phẩm rất là gần gũi và quen thuộc đối với cuộc sống của con người, đúng không ạ? Kao lanh, mica, thạch anh. Đây là hình ảnh đại cát đấy, các sa mạc chứa hàng triệu triệu tấn cát, các tinh thể thạch anh màu sắc rất là lấp lánh đẹp. Về ứng dụng của silic thì có thể là silic siêu tinh khiết ấy, nó có thể sử dụng để làm chất bán dẫn. Chất bán dẫn được dùng trong các vỏ kỹ thuật vô tuyến này, các kỹ thuật vô tuyến thu phát sóng hoặc là điện tử này, các vi mạch điện tử, rồi là để chế tạo ra các tế bào quang điện này, các tế bào quang điện, các bộ khuếch đại hoặc là pin mặt trời. Đây là pin mặt trời đấy. Đấy. Trong luyện kim thì silic còn được sử dụng để tách oxy ra khỏi kim loại nóng chảy. Bộ khuếch đại, chất bán dẫn. Về điều chế silic thì nguyên tắc ở đây đó là người ta sẽ sử dụng chất khử mạnh, ví dụ như magie, nhôm, carbon khử silic dioxide ở nhiệt độ cao, thì khi đó sẽ loại oxy ra khỏi hợp chất. Đây, ví dụ silic dioxide phản ứng với magie và tạo thành silic kim loại và magie oxit. Silic kim loại và magie oxit. Khi đó nó sẽ biến từ hợp chất tạo thành silic đơn chất này. Tiếp theo là hợp chất của silic. Hợp chất của silic đầu tiên đó là silic dioxide SiO2. Đây là dạng hình ảnh của silic dioxide, chúng ta nhìn thấy là một chất dạng tinh thể và không tan trong nước. Ví dụ cát cũng là dạng tinh thể không tan trong nước, đúng không? Và tan chậm trong kiềm đặc và dễ tan trong kiềm nóng chảy và phản ứng tạo thành như sau: SiO2 phản ứng với natri hydroxit tạo thành natri silicate và nước. Và đặc biệt là silic dioxide tan trong axit fluor hydric HF. Axit HF chúng ta học từ lớp 10, lớp 10, chương trình lớp 10. Chúng ta đã nói rằng là cái axit fluor hydric này là một axit rất là yếu. Tuy nhiên thì nó lại là một axit đặc biệt, là nó là axit duy nhất có thể hòa tan được thủy tinh. Đấy, nó tan được trong thủy tinh, cho nên là người ta sẽ sử dụng cái phản ứng này để điêu khắc hoặc là khắc chữ trên thủy tinh. Phản ứng đó là SiO2 phản ứng với HF và tạo ra được SiF4 và H2O. Đây là một cái axit duy nhất có khả năng hòa tan được thủy tinh. Khắc chữ lên thủy tinh, ứng dụng của nó. Và silic dioxide là nguyên liệu để sản xuất ra thủy tinh này, đồ gốm. Và trong tự nhiên thì silic dioxide tồn tại chủ yếu dưới dạng cát và thạch anh. Đây, thạch anh tóc, thạch anh tím, thạch anh hồng, thạch anh xanh, thạch quả cầu thạch anh. Nó đều có công thức là SiO2. Hợp chất của silic tiếp theo đó là axit silicic H2SiO3. Cái axit silicic này thì nó ở dạng keo, không tan trong nước và khi đun nóng thì nó dễ mất nước. Và khi sấy khô ấy, thì cái axit silicic này nó mất một phần nước và tạo thành một cái vật liệu xốp là silicagen. Khi sấy khô, silicagen là cái chất mà được sử dụng trong các túi
hút ẩm. Người ta nhìn thấy cái túi này trong một số các loại bánh kẹo rồi là những cái sản phẩm mà nó dễ gây ẩm mốc thì người ta cho cái túi hút ẩm này, thì là cái sản phẩm do axit salicylic mất đi một phần nước khi quá trình sấy khô xảy ra và tạo thành những cái hạt này nó dễ hấp thụ nước. Đấy, nó tương đối xốp. Và lưu ý là không được ăn. Không được ăn. Axit salicylic là một cái axit yếu, yếu hơn cả axit carbonic. Nên là dễ bị khí carbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối silicate. Đây, khí carbonic đẩy đẩy SiO2 đẩy đẩy cái muối này ra. Đây. Đẩy cái gốc axit này ra khỏi và chiếm chỗ của vị trí của nó, tạo thành natri carbonate và axit silicic. Còn muối silicate thì muối silicate nó có khả năng tạo thành do là phản ứng của axit silicic phản ứng với dung dịch kiềm tạo ra muối. Phản ứng này thì phản ứng đất bình thường thôi. Ví dụ như là H2SiO3 phản ứng với natri hydroxit thì tạo ra là natri silicate Na2SiO3. Và chỉ có silicate của kim loại kiềm tan ở trong nước. Còn các silicate của các kim loại kiềm thổ rồi các kim loại khác thì không có khả năng tan. Đặc biệt là hỗn hợp dung dịch của hai muối natri và kali silicate nó được gọi chung là thủy tinh lỏng, dùng để chế tạo kem keo dán thủy tinh và sứ. Nếu như vải hoặc là gỗ tẩm thủy tinh lỏng thì sẽ khó bị cháy. Vậy rõ ràng là các silic và các chất của silic thì có những cái tính chất đặc biệt riêng của chúng mà chúng ta từ trước đến nay chúng ta thấy là cũng chưa từng gặp ở các chất nào, đúng không? Và silic thì có cả tính khử, tính oxy hóa, nó giống như carbon. Rồi là điều chế của nó thì bằng cách là cho các kim loại có tính khử tác dụng với silic dioxide để lấy oxy của silic dioxide tạo ra được Si. Rồi làm silic dioxide thì có nằm trong ở đâu? Trong cát, trong thạch anh và nó khó tan, tan chậm trong kiềm đặc nhưng mà dễ tan trong kiềm nóng chảy. Rồi là có khả năng tác dụng với axit. Đấy, thủy tinh có khả năng tác dụng với axit fluorhydric để tạo thành SiF4. Như vậy đây là ứng dụng để làm khắc thủy tinh. Thứ thứ ba là axit silicic thì nó là dạng keo và khi sấy thì nó sẽ tạo ra vật liệu xốp và đồng thời nó là một axit yếu, yếu hơn cả axit carbonic đây nhá. Axit H2SiO3 yếu hơn cả axit carbonic. Nó dễ bị axit carbonic đẩy ra khỏi muối, chiếm chỗ vị trí của nó, tạo ra H2SiO3. Bài tập củng cố có một số các bài tập củng cố sau đây. Thứ nhất, đó là số oxy hóa cao nhất của silic thể hiện trong hợp chất nào? Thì số oxy hóa cao nhất của silic sẽ thể hiện trong hợp chất, số oxy hóa của nó là trong dương 4. Dương 4 là cao nhất. Vậy trong 4 đáp án này thì sẽ là SiO2. SiO2. Còn đây SiO thì số oxy hóa của silic là dương 2. Của SiH4 thì silic sẽ là trừ 4. Rồi là Mg2Si sẽ là trừ 4. Câu 2 này, cho các axit này dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit. Vậy cô vừa mới nói rồi là axit silicic yếu hơn cả axit carbonic, như vậy chắc chắn là hai sẽ phải xếp trước một. Và một này so với axit chlorhydric thì axit chlorhydric mạnh hơn rất là nhiều, cho nên là cái ba này sẽ được xếp sau cùng. Chúng ta sẽ thấy là sẽ là 2 1 3. Câu 3, có hỗn hợp silic và nhôm. Hỗn hợp này phản ứng với các dãy các dung dịch nào sau đây? Silic thì vừa có khả năng phản ứng với axit nhôm. Với HF thì nhôm không phản ứng. Với muối này thì hai kim loại đều không phản ứng với muối. Đây là kiềm, kiềm. Nhôm có khả năng phản ứng với kiềm, tan trong kiềm. Và silic cũng có khả năng phản ứng với kiềm. Còn đối với muối này
Hai muối này thì silic và nhôm cũng không phản ứng được. Do vậy câu 3 này sẽ là đáp án B. Cả hai này đều có khả năng tác dụng đối với dung dịch kiềm. Silic phản ứng với dãy chất lỏng sau đây. Silic chúng ta nhớ lại là tác dụng với phi kim này, tác dụng với kiềm này, tác dụng với kim loại này. Đấy. Vậy thì chắc chắn ở ý A, axit loãng không phản ứng. SiO2, silic không phản ứng với SiO2. Rồi ý C không phản ứng với axit yếu này. Đấy. Ý B, tất cả các chất của ý B này đều có khả năng phản ứng với silic. Ở ý D thì là hai muối, ba muối này đều không phản ứng với silic. Cho nên là câu số 4 chúng ta chọn ở đây đó là đáp án B. Câu 5, silic phản ứng với tất cả các chất nào trong dãy sau đây? Phản ứng với phi kim, như vậy oxy, phlo phản ứng hết, magie phản ứng được, axit không phản ứng được. Axit không phản ứng được, như vậy chắc chắn là ý B rồi. Ý B không có axit. Câu 6, carbon và silic đều có tính chất nào sau đây? Vừa có tính khử và vừa có tính oxy hóa. Vì số oxy hóa của cả hai đơn chất này đều số oxy hóa 0, là mức oxy hóa trung gian của chúng. Câu số 7, carbon và silic cùng phản ứng với nhóm chất nào sau đây? Thứ nhất là với axit, axit không phản ứng. Carbon và silic đều không phản ứng với axit HCl này. Axit tương tự axit loãng lại không phản ứng này. Đặc lắm. Phản ứng với clo. Chúng ta sẽ chọn ở đây đó là đáp án C. Oxy, axit nitric loãng và axit H2SO4 đặc nóng, cả hai này thì có tính oxy hóa. Còn đối với ý B thì natri hydroxit carbon không phản ứng. Ở ý D thì Al2O3 carbon cũng không phản ứng. CaO cả hai chất cũng không phản ứng. Câu 8, silic dioxit tác dụng với dung dịch axit nào sau đây? Nó sẽ tác dụng với dung dịch HF. Silic dioxit tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, dễ tan trong dung dịch kiềm nóng cháy, tạo thành silicat. Vậy thì nó sẽ là oxit, nó dễ dàng tác dụng với dung dịch. Đây, nó là một oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành muối, đúng không ạ?